Đi dưới đây theo tôi. Đi dưới đây. Đâu bà tính kiểu nào đâu mà ra xích 600 mấy. Trời ơi, tính tiền này đừng có qua mặt tôi. 4 bầu 1 tô 50, 10 tô 500. Ra muốn 5 ngàn, ra chục 7 ngàn, 5 năm 25, 5 7 35. Trà đá 3 ngàn, 3 ly 9 ngàn. Rước số là 7 ngàn, 2 là 14 ngàn. Rồi tổng cộng rồi. 583. Khỏi cần máy tính luôn ha. Thằng này không đi học nhưng mà tính hơi bị giỏi nha, hơi bị đỉnh nha gái. Và cộng cái giống ô gì ra 641.300. 10% thuế nữa ba. Nó nghe ăn 10 tô là sỉ rồi. Phải có thuế, phải xuất hóa đơn đỏ nữa. Trời đất ơi, bán bún bò mà xuất hóa đơn đỏ nữa bà nội. Cái gì hợp pháp là mình xuất hóa đơn đỏ hết. Cái gì cũng xuất hóa đơn được hết trơn đó. Ông nói lượng, tôi đánh ông sức hồn quá đó. Đây nè, 583.000 cộng 10% là 58.300, cộng là tất cả là 641.300 đồng. Chính xác chưa? Rồi. Mà giờ tôi không có tiền mạnh. Bà có xài Zalo không? Có, đương nhiên là có rồi. Vô Zalo á, mở cái Zalo Pay lên đi. Tại nguyên mùa dịch á, đâu có mua bán gì mà xài tiền trực tiếp đâu. Tôi xài tiền ở trên ví Zalo Pay á. Muốn mua gì cũng có, chuyển tiền rất là nhanh gọn lẹ, nghe không? Xài tiền mặt chi nó dính vi trùng virus. Đúng rồi, y chang. Chị cũng có xài Zalo Pay mà chị biết mà. Thì bởi vậy giờ nhiều người nói cái ví Zalo Pay như là cái ví điện tử quốc dân vậy đó. Nhanh gọn lẹ. Rồi, 8 bún bò nè. 641.300 đúng không? Xong. Ok. Đó. Nhận được tiền rồi nè. Bấm nhận là xong, không cần lục tiền thối. Rồi, rồi. Xong tôi đi chơi nha. Vậy đi, rồi muốn chơi gì chơi đi, muốn đập gì đập thoải mái đi. Vậy khỏi lo không?